hay nhỏ trong. Xin mời các bạn trẻ đã thu hút trong ban tiếp tục. Đây mô trọng quan gia, nhà trầu, nhà bức nhà trầu, nhà mừng cho kinh tế hòa hòa, nhà thương đi. Bạn là đã xin trân trọng kinh hòa những chàng trai quá tố và những bức hát kiều hướng của quê hương trả phúc. Đây mô trọng quan gia, nhà trầu, nhà bức nhà trầu, nhà mừng cho quan viên hòa hòa, hai nhà thương vui. Các bạn mời trọng về cho ngày đêm và ngày thứ nhất của mình. Tôi ra đây và thu về của hội trường nhà trai chúng tôi trong ngày tháng trước đây đã bóc qua nhau đi khắp các đảo đường của quê hương xứ sở. Đây bây giờ các vị đại biểu khách quý đã đến dự lễ tài ơn của gia đình. Đó là những đất vàng sau đây, sau này quốc đặt nhà cho trang quốc đặt là trà thái quê. Phật bày trước bàn tiệc của hội trường nhà trai chúng tôi hôm nay, Phật là bên cho bà thanh bà một câu cầu thân và một ấm nước trà, nhưng các bạn đầy đủ ý nghĩa và tình cảm của hai gia đình, hai gia tộc. Và một lần nữa hai lời cho hội trường nhà trai chúng tôi xin mời các cụ cùng toàn thể hồi hôn tay cùng đất nay bài chào mời nước bài trà gửi chúc phúc cho quê ta và chú rể hoan xin cho tổng tiến bài. Hạnh phúc là những ngày đẹp tươi, trong một năm tròn một tháng hay, một tháng tròn lấy một ngày đẹp tươi, một ngày tròn lấy một giờ, là để cho con tàu hạnh phúc được gặp đến bờ tương lai. Đó là chủ đề và nội dung của buổi lễ hành hôn cho các bạn trẻ.
hữu tử và phước nhân hôm nay. Và để rồi cho đến hôm nay đây, tôi đặt thẻ hữu tử và phước nhân có chính thức bước vào đời hạnh phúc. Thật là một ngày tuyệt đẹp. Ngày kia, chắc ta đi vào chung cảnh bầy chim trắng con lao xa ca hát. Và để rồi cho đến hôm nay đây, nó chứng minh cho một mối tình trong sáng, một mối tình tuyệt đẹp và tràn đầy hứa hẹn tương lai. Và rồi cũng hôm nay đây, được sự bàn bạc và đi cấp trí cao nhất của hai gia đình, nhà trai và nhà gái, được sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thờ cho phép hành trì tiếp duyên trăm năm. Và rồi cũng hôm nay đây, trước sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì Tư Bắc rồi ngoài gần xa, có phải các quý cùng các anh các chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã chứng kiến đôi bạn nên tình chồng vợ. Vậy là trước kia thì bắt đầu với bông, còn đêm nay, bông như vậy, còn đêm nay thì các bạn trẻ hữu tử và phước nhân sẽ chính thức được nối lòng tay nhau. Nhà gái hân hoan mừng giờ thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Và cho đến giờ phút này đây, toàn thể hội hương chúng ta cảm nhận thấy rằng đôi bạn trẻ sẽ hạnh phúc và hạnh phúc bền lâu như trong dòng thơ nguyệt, sống yêu thương nhau trên lúc đầu bạn giác long. Vâng, cho dù nước cảm trôi ra cũng không thể được nghĩa chàng tình em, cho dù lối đá có mòn nhưng mối tình chung thủy với đôi bạn vẫn trăm năm hạnh phúc và mãi mãi thủy chung. Để có được một ngày vui nhất như ngày hôm nay, mới ai quên được những ngày đã qua, những ngày mà đôi bạn còn e lệ thẹn thùng, đôi mắt nhìn nhau lòng khó nói, má ửng hồng như bành lõn che nương. Cái ngày này nắm tay em nói với nhau nhiều ước hẹn, ngày ấy những người đã nói với tiếng nhung rằng anh yêu em yêu trọn cuộc đời, yêu người biết đáng, yêu người đẹp hơn, anh yêu em yêu cả trái tim. Trái tim em là trời rộng mênh mông, anh xin làm sông núi ruột đồng tao la. Em là biển, anh xin làm bãi cát, ôm hôn nhau thấy mát cả tâm hồn. Anh yêu em từ thỏa tóc ngang vai, cho nhất cả hai từ đầu bạn. Đấy ơi những lời anh nói, em chốt đơn thường, anh cùng nhau xây dựng mối tình thương thật đẹp. Và giờ đây, trước giờ phút xúc động và tràn đầy hạnh phúc này, đôi bạn sẽ phải sống làm sao để xứng đáng với bạn làm con, giữ tròn, chữ hiếu, nghĩa vợ chồng, chung thủy trăm năm. Vâng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bé là con mẹ, con cha, lớn lên, bé của hai nhà, bé ơi. Là những người cha, những người mẹ, những người đã nuôi dưỡng cho đôi bạn trưởng thành. Trong chiếc nhỏ phút xúc động và tràn đầy hạnh phúc này, cũng sẽ có nhiều điều muốn nói. Vâng đúng vậy, công cha nghĩa mẹ cao đầy, nuôi con ăn học từ ngày còn thơ, nay lòng đã thỏa ước mơ, mừng buồn nay nở thêm hoa, lòng vui con đã thuận hòa có nơi. Ông bà cho bác đôi đời, nhắc thích từ cùng dung đi đời sửa tên. Vậy sau đây con tổ chức tôi trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái lên cơ đời phát biểu cùng hồi hôn. Vâng, một lần nữa trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện họ nhà gái lên phát biểu ý kiến và có đôi lời trao gửi cô dâu. Đoàn và ban tổ tôi xin phép được nói chung niềm sự hiện diện của mặt cùng trưởng đoàn đại diện họ nhà gái tăng tràng phát bài phật giáo đại xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, kính thưa các bà, cũng như cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ của hai cháu. Anh ơi! Được phép của ban tổ chức, tôi đại diện cho họ nhà gái có một đôi lời đưa chuyện với hồi hôn. Trước tiên, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà. Quay video! Chúc mừng nhé! Nam nữ và gia đình đã đón tiếp chúng tôi niềm nở và tạo điều kiện cho chúng tôi có một cơ hội được đưa chuyện cùng với các cụ và toàn thể hội hôn. Kính thưa toàn thể hội hôn, hợp lý quê ta thật tuyệt vời, sinh ra biết bao những chàng trai và cô gái đáng yêu nên vợ nên chồng, và chính hợp lý quê ta đã mang lại niềm tin hạnh phúc cho lứa đôi nói chung, và niềm tin hạnh phúc đó hôm nay có cả cháu Nhung và cháu Từ được hưởng niềm tin hạnh phúc ấy. Ngay từ thở ban đầu, hai cháu gặp nhau đã đinh ninh một lời thề hẹn ước. Tình như tuyết phủ răng đầy núi vàng bạc trăng thu, nét tuyệt vời. Cái tuyệt vời ở đây, cháu Từ và cháu Nhung được sinh ra và lớn lên ở quê hương hợp lý, được hai gia đình nuôi dưỡng và quê hương chấp cánh cho các cháu trưởng thành. Trong lao động, trong sở thích, các cháu gặp nhau và quen nhau, biết nhau, tìm hiểu
để nhằm xây dựng thành phúc trăm năm. Trong những thời gian đó không xa lắm, không gần lắm, nhưng cũng đủ điều kiện để cho hai cháu được gần nhau và tự nguyện xây dựng thành phúc trăm năm với nhau. Sau đó hai cháu về thưa chuyện cùng với mẹ và họ Mạc, được mẹ cùng hai gia đình cùng các cụ con các bà của họ nhà trai cũng như họ nhà gái đều đồng tình nhất trí để tạo điều kiện cho hai cháu sớm được thành vợ thành chồng. Ôi những phút giây mừng những giây nước mắt, suốt cuộc đời người chỉ có một hôm nay, đúng như thế. Gia đình bà Sách và gia đình bà Phái sao mà khéo kém thế. Hôm nay thời tiết thật tuyệt vời, có nhiều các cụ cao niên không quản thời gian, không quản tuổi tác, và các cô, các bác, các bà đã bớt chút thời gian về dự cái lễ thành hôn của hai cháu. Trước đây ít phút, họ nhà trai đã làm thủ tục xin dâu, và với cương vị hôm nay tôi thay mặt cho gia đình nhà bà Sách chính thức giờ phút này làm thủ tục giao dâu và công nhận. Từ giờ phút này cháu Từ và cháu Nhung là vợ là chồng, cháu làm con của hai gia đình, làm cháu làm chắc của họ Mạc của đôi bên. Cháu Nhung yêu quý, cuộc đời làm dâu của cháu thuận lợi có nhiều, khó khăn còn ít, bỡ ngỡ càng lắm. Cậu mong cháu sớm hòa nhập với cuộc sống trong gia đình, thuận vợ thuận chồng, tiếp thu những tinh hoa của gia đình. Cháu sớm vào làm một thành viên chính thức của gia đình, mong cháu sẽ phát huy cái mạnh và những cái tinh hoa của gia đình để phát huy những cái đẹp đẽ của gia đình. Chúc cho vợ chồng cháu hạnh phúc tương lai bền vững, chúc cho các cụ ông cụ bà sống lâu để theo dõi bước trưởng thành của các cháu. Chúc các bác, các anh, các chị mạnh khỏe, thành đạt trên mọi cương vị của mình. Chúc các bạn thanh niên nam nữ ngồi đây chưa có mối tình như Từ và Nhung hôm nay sớm có những mối tình đẹp đẽ, và chúc các bạn đêm nay về ngủ mơ những giấc mơ tươi đẹp của đời. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, thay lời hôn tôi xin chân thành cảm ơn nhân lời phát biểu tâm huyết từ trường đoàn đại diện họ nhà gái. Vâng, phải rồi, vừa rồi cậu đã thay lời cho mẹ cho đã nói được những tình cảm thiết tha ân tình để cho hai đứa chúng mình mối tình chồng vợ trọn tình trăm năm. Nhưng đúng vậy, người ta thường nói hoa hồng thì nó đẹp bởi màu hồng, còn con người thì đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Nhưng yêu từ với tấm lòng thủy chung trong trắng như màu hoa lê ơn. Cái đẹp tình tha của màu hoa lê ơn trong trắng ấy chẳng khác nào như nàng thiếu nữ xinh tươi sống và lớn lên trên quê hương yêu dấu. Giờ đây trước tuổi trưởng thành của người con gái ấy mới đẹp tựa làm sao, chẳng khác nào như nàng tiên áo trắng. Thật vậy, hôm nay đây vui thật là vui, vui từ nhà gái, vui về nhà trai, vui cả cụ bà, vui với cụ ông, vui cho cô gái chưa chồng, vui anh chưa vợ, ta cùng vui chung. Niềm vui cùng với nỗi buồn, lời ca tiếng hát xin đừng ai quên. Và sau đây, ban tổ chức với chương trình xin mời các anh các chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên của quan viên hai họ, hai gia đình tới với một chương trình văn nghệ để mừng hạnh phúc và chúc tương lai cho đôi bạn. Tiêu Từ và Tiêu Nhung quan xin chân trọng kính mời. Thưa các cụ cùng toàn thể hồi hôn đến vô chuồng nhà trai, chúng tôi hôm nay các cụ cô các bà cùng cô dì chú bác nội ngoại gần xa,
có vẻ như thế. Còn tôi có trình và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã mất chút thời gian và ngọc trở về đây để chứng kiến một ngày trọng đại nhất của gia đình, một ngày hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể, và một ngày vui nhất của quan viên hai họ nhà ta. Và đúng hôm nay đây, chim cô đôi cánh tung bay, mừng đôi bạn trẻ nắm tay xây đời, chúc mừng hạnh phúc tháp tươi, tim hòa nhịp đập nói lời thủ chung, chứ lòng bất quyết nghĩa tình, bức ảnh ý bóng soi hình, từ dung, từ sinh nhưng lại càng sinh, đẹp duyên đôi lứa hẳn tình chúc mai. Vậy mới thật đúng là hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc đẹp tình ta, đẹp như chầu vàng được sánh với cao thơ, đẹp như đôi lứa nhớ lời mẹ cha. Không đúng vậy, công cha mẹ như trời như bề, nuôi dạy con từ tấm bé bên người, mừng con hạnh phúc xây đời, ông bà cha bác mấy lời nhủ khuyên. Và sau đây ban tổ chức tôi trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai lên có lời phát biểu cùng hội hôn. Và một lần nữa trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện họ nhà trai lên thay đổi ý kiến và có đôi lời đón nhận cô dâu. Và là bà ban tổ tôi xin phép hội hôn nói chung dành sự hiện diện có mặt của trưởng đoàn đại diện họ nhà trai bằng một tràng pháo tay thân mến và một lần nữa mời xin mời. Kính thưa các cô, kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các vị khách quý và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, lời đầu cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể hội hôn. Xin hội hôn cho một chàng pháo tay nhiệt liệt chúc các cô dâu chú rể. Kính thưa các cô, kính thưa toàn thể hội hôn gia đình và phái sinh hạ ra được cháu Từ, gia đình là sách sinh hạ ra được cháu Như, hai cháu quân lớn quê hương gia đình nuôi dưỡng và chắp cánh cho các cháu đến tuổi trưởng thành. Hai cháu qua một thời gian tìm hiểu ý hợp tâm đồng, mắt ưa lòng một, tình đắm duyên thay, thề non hẹn biển, thề nguyện xây dựng hạnh phúc trong năm với nhau. Hai cháu về báo cáo ngay gia đình. Gia đình báo cáo với các cụ, các ông, các bà, hôm nay ngày ngọc tháng vàng, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, được sự cho phép của các cụ, các ông, các bà và sự thống nhất của hai gia đình, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Được sự ủy quyền của gia đình và phái, tôi trưởng đoàn gia đình họ nhà trai xin tiếp lời của ông trưởng đoàn họ nhà gái tiếp nhận cháu Nhung để tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, và để hai cháu được toại nguyện ước mơ của hạnh phúc và tình yêu. Hai cháu đều được làm con của hai gia đình, làm cháu chắc của các cụ, các ông, các bà và thành viên của hai họ, và được ẩn bóng tổ tiên của hai họ. Và bây giờ hôm nay đúng là hôm nay tôi thật là vui, nhà gái hân hoan mừng dễ thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, vì hạnh phúc 10 năm trồng cây, hạnh phúc trăm năm trồng người. Hai gia đình đắp nấm trồng cây phúc chung, cây phúc của hai gia đình sẽ đơn trời gợi lộc, đơn hoa kết trái và cho hoa thơm trái ngọt. Thay lời cho đoàn gia đình họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên anh họ đã bớt chút thời gian thì giờ vàng ngọc quý giá về dự lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Chúc hội hôn thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay lời hôn tôi xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu tâm huyết của trưởng đoàn đại diện họ nhà trai. Vâng, phải rồi, vừa rồi là những lời phát biểu cảm tạ về thân dặn cô dâu chú rể của trưởng đoàn đại diện họ nhà trai thật đáng mắt và tràn đầy hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ.
Tiếp theo các cụ cùng toàn thể phụ huynh đến hiện trường nhà trai chúc mừng hôm nay. Các cụ, con, các bà, cùng cô dì, chú bác, nội ngoại còn xa, các thầy các quý, cùng các anh các chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã bất chút thời gian và ngọc ngồi lại đây để chứng kiến một ngày trọng đại của gia đình, một ngày hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể và một ngày vui nhất của quan niên hai họ nhà ta. Vâng đúng vậy, vui sao vui nhất hôm nay cô dâu chú rể tươi cười như hoa, cô dâu cái tóc dài hoa dưới tà áo cưới nước da thắm hồng, còn chú rể tôi hôm nay mới thật là tuấn tú và đẹp trai lạ thường làm sao, song phần tài đức cũng lại chẳng chịu kém ai chút nào. Vâng hôm nay là ngày cưới, là ngày vui nhất của đôi bạn trẻ, tôi xin có mấy lời ngày vui cho có mấy lời chúc mấy anh chị trọn đời yêu nhau, chúc cô từ hôm nay cho đến ngày này năm sau xin được thằng nhỏ khi nhau tế bồng vợ hôn rồi lại đến chồng gái nhau xin thêm một cô bé gái nữa thì thật đẹp lòng đôi bên. Và tới mua trường nhà trai chúng tôi hôm nay, các cụ cùng toàn thể hôn không những đã mang đến cho gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay một tình cảm thật là quý hiếm mà không bằng son nào có thể sánh kịp, mà còn có những món quà lưu niệm để gửi đến cho cô dâu chú rể. Vâng, đó là hết tối giờ lại phút thao để mình cho các bạn yêu nhau trọn đời. Còn đây, vâng, còn đây là một bông hồng, tôi xin tặng cho các bạn để nhuộm cho chị Hồng thay áo cho con và xin các bạn bây giờ tạm giờ cho cô dâu chú rể và con xin phép vệ sinh như vậy nha, ghi nhanh giúp cho bạn tuổi tôi và kiểu để tối nay thì gửi lên chuyên mục thông tin quảng cáo của đài truyền hình hợp lý và làm ảnh mẫu và điều pháp. Vâng, xin chân thành cảm ơn toàn thể hôn. Vâng, và cho đến giờ phút này của ngày hôm nay đây, các cụ cùng toàn thể hôn chúng ta đã thực sự chứng kiến một ngày trọng đại của gia đình, một ngày hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể và một ngày vui nhất của quan viên hai họ nhà ta. Vâng đúng vậy, ngày vui thì vui mãi còn dài, quan viên hai họ không ai muốn về, nhưng vì chiều tà bóng đã ngả về tây, hai hổ nước giang tay ra về, bởi vì còn bằng việc đồng quê, thôi ta xin phép ra về từ đây. Cuối cùng ban tổ chức tôi theo lời cho trường nhà trai xin gửi tới toàn thể hồ hôn lời cảm ơn chân thành nhất, tốt đẹp nhất và mạnh khỏe nhất. Xin phép các cụ cùng toàn thể hồ hôn cho phép ban tổ chức tôi được ngừng lời tại đây. Kính chào hai bạn nhà gái ra về, chúc cô tình nghĩa trọn đời thân thương, chia tay lòng nhớ thân thương, chúc nhà gái lên đường bình an, cô dâu chú rể sẵn sàng tay bưng chầu cao tiến đoàn hồi hôn.
Không, cô đàn bắt.